Quý bà con thân mến, quy trình chuyển trái cho sầu riêng Thái là một trong những quy trình rất quan trọng quý bà con cần phải lưu tâm. Và đặc biệt cây Thái thì bà con cũng biết đặc tính tập quán của nó trong nhiều năm qua thì nó khá là thương nó chứ không thương con ha anh Hùng? Đúng rồi. Nhưng mà trái sầu riêng Thái mà nó cỡ này là nó đậu được bao nhiêu ngày anh Hùng hả? Nếu mà tới cỡ này thì đậu được 20-25 ngày. 20-25 ngày rồi. Coi như là tầm khoảng 35-40 ngày là nó sẽ bằng cái trứng ngỗng. Còn giờ nó đang cỡ bằng cái bự hơn cái trứng cút một chút. Này các cỡ trứng gì thì để Hoành nghiên cứu thêm coi. Và bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành tuyển trái. Nhưng mà trước khi mà chúng ta tuyển trái thì bà con chúng ta có thể coi cái kết quả của việc làm bông sầu riêng Thái nghịch vụ không sử dụng bạc lo tại miền Tây. Chúng ta có đậy gốc nha, nhưng mà không sử dụng bạc lo. Và nhiều quý bà con chúng ta cũng thắc mắc là sao mà không sử dụng bạc lo mà bông sầu riêng nó có thể kích thích ra được. Thì Hoàng Anh có những cái bí quyết, đó là sử dụng cái bộ sản phẩm làm bông bằng thần bông và siêu kích bông chạy trên nền hữu cơ organic để giúp cho cây mình có tính làm mát, để ngăn ngừa cái vụ làm chai đất, cái vụ làm tổn hại sức khỏe của cây mẹ là sầu riêng Thái. Và đặc biệt là nói không với việc cháy lá. Và rõ ràng cây sầu riêng chúng ta mặc dù là chưa đi ra đầu đọt nhưng mà con chúng ta có thể thấy được cái bóng lá ở đây là hoàn toàn không có lá nào bị cháy hết đó, không hề có một cái lá nào bị cháy hết mà con. Và lá sầu riêng Thái nó rất là to, rất là rộng và đạt được cái độ già vừa đủ để mà chúng ta làm bông làm trái, rất là đạt ở trong cái việc mà khi mà chúng ta sử dụng một cái bộ sản phẩm làm bông bằng hữu cơ là thần bông và siêu kích bông bà con nhé. Và bây giờ thì anh Hùng thấy là rõ ràng sầu riêng Thái nó cũng thả khớp một số em. Và bây giờ chúng ta sẽ tuyển trái. Và sầu riêng Thái tin vui là năm nay giá cả rất là tốt nha bà con. Hiện tại bây giờ ở ngoài Đắk Lắk đang có giá là 100.000 đồng 1kg. Và chúc mừng quý bà con ở Tây Nguyên đang có một cái mùa vụ bội thu, được mùa, được giá luôn. Còn bây giờ thì ở miền Tây của Willow Farm của chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành tuyển trái cho sầu riêng Thái. Và dĩ nhiên sầu riêng Thái nó hay thả con thì chúng ta sẽ có những cái cách tuyển riêng ha anh Hùng ha. Đúng em rồi. Nhờ anh Hùng, một trong những người anh mà có hơn 20 năm kinh nghiệm về làm sầu riêng, canh trời, canh đất, canh mây là anh canh đó. Thêm bớt cái gì, giảm mắm, giảm muối cái nào hoặc là như thế nào đó là do anh Hùng ảnh chỉ đạo. Là quý bà con thấy là vườn cũng khá là đạt, cô thì cũng khá là hài lòng. Coi như là em Út rồi là đã hiểu rõ, hiểu rành luôn. Coi như là mình không có giấu gì, anh Hùng có nhiều quý bà con, nhiều vườn khác, nhiều cái đơn vị người ta làm bông sầu riêng á mà đi gọi là sao, chia hả? Còn bên Willow Farm là không, quý bà con nha. Tự bên nhà Willow Farm sẽ tự lấy cái lợi nhuận của mình để chia cho các anh em chứ không có chia từ nhà vườn. Nhà vườn thì có, đúng là có, là sử dụng phân bón của nhà Willow Farm là có nha bà con nha. Nhưng mà mỗi đợt tới vườn như vậy là không có ăn chia gì hết. Cũng không có cần phải làm gà, làm thịt con gì hết nha bà con nha. Thầy mô Phật tội lỗi nay ngày 16 nữa chứ. Thôi nói đùa thôi, bây giờ tiến hành tuyển trái đi. Thì bây giờ Hùng sẽ hướng dẫn cho bà con là cái cây thật tuyển trái cho cái cây sầu riêng Thái nha. Thì đối với cây sầu riêng Thái thì cái tính năng của nó là nó là một phần là một cái loại cây thì rất là khó tính nhất trong các loại cây sầu riêng. Tức là thì, nó ra trái thì dễ mà nuôi trái thì khó. Nó nuôi trái rất là khó. Thì mình sẽ có một cái kỹ thuật tuyển trái riêng cho từng cây, đặc biệt cũng như là cây sầu riêng Thái. Đối với giai đoạn này thì trái cũng đã được 20-25 ngày thì bắt đầu chúng ta sẽ tuyển trái cái giai đoạn 1 cho cây. Để cho cây nó khỏi bị rụng trái sinh lý. Cái thứ hai là chủ động mình thả. Nói chung là mình chủ động hỗ trợ nó để cho nó giảm bớt được cái gánh nặng khi mà cái cây chúng ta nó mang trái như thế này. Thật sự là khi mà cây sầu riêng á, bất cứ cây sầu riêng gì mà nó tự thả trái là lúc đó nó bị stress dữ lắm bà con. Người chúng ta bị stress thì cây hay động vật nó cũng bị stress đó bà con. Nên chúng ta nên chủ động giúp nó, đừng có để nó tới giai đoạn bị stress rồi tự thả lóng nhé. Rồi đối này với, vậy là tuyển đúng thời điểm trên không? Cỡ này là mình tuyển đúng thời điểm rồi. Dạ, okay. Thì bước đầu thì bắt đầu chúng ta sẽ tuyển loại bỏ đi. Thứ nhất là những cái bông trổ sau. Cử nào mà ít đúng không? Cử nào mà ít và không đồng đều. Với những cái bông mà trổ sau. Cái thứ hai là tuyển bỏ bớt đi những cái trái nó bị méo như thế này. Bị thì đối với ha. Cái sầu riêng Thái thì hồi lúc ở giai đoạn trái của nó thì nó không được đẹp như những cái loại sầu riêng khác. Thì bắt đầu chúng ta cũng tiễn từ từ rồi mình sẽ phun thuốc để dỗ trái. Thứ hai là chúng ta sẽ đi dinh dưỡng cho cái cây, cái trái chúng ta nó sẽ bắt đầu nở học sau ha. Thì bước đầu thì chúng ta sẽ tiễn bỏ những cái trái như thế này. Tức là nãy giờ anh chia sẻ là em thấy khác với cái việc nuôi trái của sầu riêng Musakin với chuồng bò rồi đó.
đúng rồi, là thằng này là khác đó, bà con chúng ta đừng có thấy đúng là khác. Áp dụng của ông gâu này cấm cầm bà kia rồi ra cái ông thần gì là không biết luôn nha. Đối với cái sầu riêng Thái thì chúng ta tiễn vừa tay thôi đó, nói chúng ta là tiễn nhẹ, tại vì cái tỷ lệ mà đậu trái của nó cũng rất là, nói chung là không thấp đó. Nó quan trọng là lý do tỷ lệ buông trái của nó cao, trái nó rất là cao. Và thứ hai là thời tiết mà hơi bất lại thôi thì nó cũng đã tự buông rồi. Thì chúng ta tiễn từ từ trong từng giai đoạn, ví dụ như sầu riêng ri hoặc là chuồng bò chúng ta tiễn 2 lần, còn đối với sầu riêng Thái chúng ta phải tiễn từ 3 lần. Đó, đây là cái sự khác nhau mà Hồng Anh muốn thực hiện video này để quý bà con chúng ta có thể lắng nghe và tiếp thêm kinh nghiệm cho quý bà con chúng ta. Là sầu riêng Thái á, là nó rất là thương nó chứ nó không có thương con đó, nên chỉ cần có thời tiết hơi khắc nghiệt xíu hoặc nó stress xíu là bắt đầu nó thả, nó thả con đó, mà thả con nó coi như nó mâu thuẫn với quyền lợi của gia đình nhà mình. Nên quý bà con chúng ta cần phải lưu ý là riêng đối với sầu riêng Thái là phải tiễn từ 2 tới 3 lần, và mỗi lần là phải nhẹ tay và để mà chúng ta quan sát coi là nó như thế nào. Rồi đối với sầu riêng Thái thì dĩ nhiên là cái trái này dừng này là cô nói là năm nay là nó đẹp đó, chứ sầu riêng Thái bản chất của nó không phải là trái tim gì đâu. Ở thức là riêng Thái nó phải giật giật nó phải bật bật đồ đó bà con. À, thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ tiễn bớt đi. Thứ nhất là những cái trái nó bị co và những trái bông cổ sau thì chúng ta sẽ bỏ trước. Rồi giai đoạn là 10 ngày sau khi chúng ta tiễn giai đoạn đầu thì bắt đầu chúng ta sẽ quay lại tiễn lần thứ hai. Lần thứ hai mình sẽ bỏ những cái trái nào, trái như thế nào anh? Lần thứ hai thì chúng ta sẽ bỏ đi những cái cổ trái là chùm đôi, chùm ba. Thì chúng ta bắt đầu cái tiễn bò. Còn nãy là chuồng bò với lại Musakin là tiễn chùm đôi, chùm ba là ngay từ giai đoạn đầu luôn. Giai đoạn đầu. Còn Thái là phải tiễn nương nương. Đúng rồi. Đấy. Còn thấy nó có sự khác nhau rồi, thấy chưa? Đó. Này. Đấy, bình tĩnh, chúng ta làm sầu riêng là chúng ta chỉ cần quản trị được nó là chúng ta sẽ ok rồi. Đây, đây thì cái phần dưới gốc đi. Mình sẽ tiễn bỏ những cái tỷ lệ tái như thế này, đó là bỏ bỏ trước đó, tái bị giật. Đối với cây sầu riêng Thái thì cái tỷ lệ mà rụng trái sinh lý nó rất là cao, thì chúng ta tiễn cũng không quá sát tay trong cái giai đoạn đầu này để chúng ta giữ lại những cái cổ trái sau cho nó phát triển đồng đều, nó đều nhau cũng đầu chúng ta mới tiễn mạnh được. Chẳng hạn như cái tay này là mình để tầm khoảng mấy trái được anh không? Cái tay đối với cái cây sầu riêng Thái này và đối với cái tay nhánh này thì cái tỷ lệ mà nó đậu trái thì chúng ta sẽ để là từ 4 tới 5 trái đều được trái. Mà tối cái tầm này cũng vừa phải không? Tầm này thì nó cũng vừa, nó không có xà quá. Chỉ có hơi là ở phía trong cái thân này là hơi hơi gần đất thôi. Hơi gần đất thôi. Đây thì đối với cái tái này, đây là một cái tái cặp đôi mà nó bị méo thì chúng ta sẽ bỏ, hỗ trợ nó bỏ trước. Cụ thể cái lý do mà tại sao chúng ta tiễn trái là chúng ta giảm cái sự cạnh tranh dinh dưỡng của đợt sau với đợt trước, của đợt 1 với đợt 2. Và loại bỏ đi những cái trái xấu, những cái trái bị giật bao tử, những cái trái mà không tròn đều học. Rồi tiếp theo nữa là gì? Để chúng ta giảm cái độ stress cho cái cây, giảm cái độ stress cho cây, chủ động cho cây thả trái chứ đừng để cho cây tự thả là nó stress ghê lắm các bà con nha. Rồi sau đó chúng ta đảm bảo được cái sức của cây là sao? Để lại cái số lượng trái vừa đủ để giúp vừa đảm bảo được cái năng suất cho vườn của mình, vừa đảm bảo được thu nhập cho vườn của mình, mà vừa sao ạ? Vừa không có làm bóc lột cái cây quá. Cây chúng ta là bạn chứ không phải nô lệ nha bà con nha. Bà con chúng ta nhớ dùng hành cái khái niệm này. Nó là bạn không phải là nô lệ, nên là chúng ta cái gì cũng phải vừa đủ sức. Vừa đủ sức thì chúng ta mùa sau nó sẽ tiếp tục sao cho chúng ta cái nguồn thu nhập bền vững hơn và cao hơn. Mỗi năm sẽ cao hơn tại vì cây sầu riêng càng ngày càng sinh trưởng càng mạnh hơn, tay chi càng ngày càng lớn hơn mà. Đối với những cái này chúng ta sẽ bỏ bớt đi. Chúng ta bấm như thế này để cho nó không có bị cạnh tranh dinh dưỡng. Cái thứ hai chúng ta mà bấm ngoài này thì cái trong cái giai đoạn này cái cây chúng ta nó vẫn còn nuôi, cái khúc này nó vẫn còn hấp thu dinh dưỡng thì chúng ta nên bấm gần sát cái trong này. Cái thằng Thái em nghĩ nó thả con là cho nó bảo vệ nó và nó bị cạnh tranh dinh dưỡng giữa trái này với trái kia đó anh Hùng à. Cái sự cạnh tranh dinh dưỡng của cái thằng Thái nó rất là mạnh đối so với những cái loại sầu riêng khác. Nhưng mà theo anh thì cái trái sầu riêng Thái mà nó cỡ quéo quéo cỡ này là bình thường đúng không? Cỡ trái em đang cầm nè. Nó là chuyện bình thường, cái đó là bình thường. Nó tại cái mẫu trái của sầu riêng Thái nó sẽ là như vậy. Tập tính của nó là vậy, đặc tính nó là vậy. Bà con chúng ta đừng thấy ngộ. Sầu riêng Thái khi mà bà con mua về học ở trên, học thì nu ở trên, học thì nu ở dưới đó bà con thấy đó. Thì cái trái sầu riêng Thái của mình mà dạng mà làm bông mà ra được cái trái như vậy là coi như cũng đạt lắm á. Về cái mặt hình thể rồi nha bà con nha.
Miễn sau khi mà lái người ta tới thời điểm mà vô người ta cắt á, dạ, là cái tái học chúng ta là phù đủ là 4 học trở lên. Nó như phù trên phù dưới gì cũng được. Nó là nó có học là từ 5 học trở lên là nó đã vô đạt lỗi rồi. 4 học hay 5 học? Từ 4 học trở lên. 4 học trở lên. Chứ anh chơi thái thôi chứ không có thì ấy phải không? Học thôi chứ không phải là phải điều tròn hết. Đối với thì sầu riêng thái thì nó không có tròn hết điều như nó giật lên giật xuống vậy đó. Như ri. Giống như mình tập thể dục bị lỗi vậy đó mà. Hả? Thì dây đâu này? Tới đôi. Đó. Nó cũng tự thả. Cái này em nghĩ chắc phải cắn sớm hơn xíu chứ anh Hùng. Ông cỡ giai đoạn này trở lên mình mới cỡ 25-35 ngày. 25 tới 30 ngày. Mẫu trái cỡ này là 25 tới 35 ngày nè nha quý bà con nha. Còn 10 ngày sau là chúng ta tiễn thêm lần nữa. Bà con nhớ giùm Hoàng Anh cái mẫu trái cỡ này là 25 tới 35 ngày nè. Nhiều quý bà con đưa cái trái cho Hằng Anh hỏi là giờ cái trái này bao nhiêu ngày rồi, em nói giường anh đậu trái ngày nào anh phải ghi chứ sao hỏi em. Sao em biết, trời ơi. Khi cái dinh dưỡng đồ này kia nữa. Quý bà con ngoài Tây Nguyên mà cần hỗ trợ về kỹ thuật làm bông, bà con nhớ liên hệ với Willow Farm sớm. Không phải là Hằng Anh không đi hướng đó, là bà con không thấy Hằng Anh làm kỹ thuật ngoài đó nha. Vẫn hỗ trợ tận vườn qua điện thoại bình thường. Với điều kiện là bà con chúng ta cung cấp đầy đủ cái thông tin vườn trước giờ mình đi dưỡng sao, mọi thứ như thế nào để Hằng Anh biết, Hằng Anh theo dõi cùng với các anh em kỹ thuật. Và hiện tại bây giờ khu vực ở ngoài miền Tây Nguyên thì đang có sự hỗ trợ trực tiếp từ anh kỹ sư Viễn của chúng ta. Còn ở miền Tây thì năm nay là sẽ anh Hùng phụ trách. Và một số vườn năm nay mình hiện tại bây giờ mình đang hỗ trợ khoảng mười mấy hai chục vườn đang làm sòng bông sầu riêng nghịch vụ ha anh Hùng. Đúng rồi. Thì cái lứa này là cái lứa đầu cổ đầu tiên ở miền Tây. Dạ. Thì còn cái cổ kế tiếp là cổ tháng 5 thì mình là bông của mình hôm nay là được... gần 20 ngày coi như là vú bò xanh chưa cái thời điểm bò. Đó là mình đang tiễn bông giai đoạn 1 đang tiễn bông giai đoạn 1 rồi nè. Là trái bông nó cỡ vú bò rồi. Bông thì hiện bây giờ bông nó khoảng là 40-50 cm. Vườn của chú cỡ anh vườn anh Tấm Tí á. Còn đang hỗ trợ đậy mũ cho một số vườn, nói chung sầu riêng là giờ chúng ta ăn quanh năm. Cứ thấy cái tiết mà được á, anh Hùng canh tiết được á là anh Hùng sẽ cho quý bà con làm. Bởi vì quý bà con chúng ta đã tham khảo với nhau rồi, mình phải thống nhất với bà con. Nhiều khi nãy đang đi vườn mà nghe điện thoại của bên nào đó, của chuyên viên bên Hoàng Anh gọi là bảo là em đã dặn vậy rồi mà anh đó anh không làm giống như em dặn rồi, xong bây giờ bị ảnh hưởng đồ này kia rồi kêu đi xử lý. Đã dặn rồi thì bà con nhớ làm theo đúng như Hoàng Anh nha. Đặc biệt là giai đoạn mà nuôi trái vậy nè, khắc phục làm sao được. Giai đoạn này thì chúng ta là hạn chế can thiệp về sâu rầy. Thì cái cây chúng ta nó dễ bị nhạy cảm với giai đoạn sâu rầy lắm. Giai đoạn này là chưa, cỡ trái này là chưa có phun xịt sâu rầy được đúng không? Cỡ này thì mình chưa can thiệp được. Tại vì cái da nó với phấn nó còn rất là non. Em thấy em còn dính tay. Và cái phấn chúng ta gờ vô nó còn dính tay. Thì giai đoạn này rất là nhạy cảm với các loại sâu rầy. Yeah. Các loại thuốc sâu rầy thì chúng ta hạn chế. Đó, từ cái trường hợp là sâu rầy nó đánh quá mạnh thì chúng ta sử dụng những dòng thuốc HC, đó những dòng tính mát thì chúng ta quơ cũng dạng xương nhẹ thôi để cho cái con sâu rầy nó hạn chế xâm nhập vô. Trong giai đoạn này thì chúng ta nên hạn chế tối đa cái sâu rầy. Dạ, không mình xịt vô mà nóng trái rồi làm quéo trái rồi tùm lum tùm la hết. Đó. Thì khi nãy giờ Hùng cũng đã tiễn sơ một cái số trái rồi đó. Tiễn được một rồi đó. Tiễn như vậy là chúng ta đã tiễn xong cái đợt 1 cho cái cây sầu riêng thái. Còn cái giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thì mỗi một cái giai đoạn là cách nhau từ 10 tới 15 ngày. Dạ. Thì cái giai đoạn và thời tiết khi mà nắng ấm đầy đủ thì trong giai đoạn đó nó không có mưa thì chúng ta tới 10 ngày thì chúng ta bắt đầu chúng ta tiễn tiếp. Còn giai đoạn mà khi trong 10 ngày đó mà tới cái giai đoạn mà tiễn tái mà thời tiết có mưa thì chúng ta ngưng lại. Chúng ta không tiễn, đợi những ngày nắng ấm, cái mặt đất khô ráo thì chúng ta bắt đầu phải tiễn tiếp. Bà con thấy không, cái mặt đất là gia đình mình làm rất là kỹ, là lúc nào cũng khô ráo hết trơn á, quanh đi nhiều vườn á, bà con làm bông làm trái, bà con phủ rong rai phủ đời, rong rêu phủ đời trai luôn mà. Quá trời ở dưới luôn, làm sao mà cây nó ấy được. Rồi chúng ta che ra ngoài, chúng ta xem cái bộ lá nè bà con nè. Đây, bộ lá rất là đẹp luôn, bà con thấy ha. Bộ lá rất là thấy cưng. Nhiều quý bà con tới tham quan vườn á nói trời ơi, sao lá gì mà đẹp dữ trời. Lá gì mà giống như là không phải là đang làm bông làm trái. Nhìn thấy cây bên kia lá y chang như giai đoạn sinh trưởng. Đây bà con thấy ha, dày như mà núp lùm ở trong trái dữ lắm trái kìa. Đây cũng là sầu riêng thái luôn đó, núp lùm bên trong trái dữ dằn trái luôn. Cây này mình để chừng 30 trái không anh Hùng? 30
30 là chuyện nhỏ. Cái này thì Trọng đã có tiễn sơ rồi. Dạ. Hả? Là cũng là xong là cái giai đoạn 1 rồi đó. Dạ. Rồi bắt đầu chúng ta đợi tới 10 ngày sau chúng ta sẽ quay lại cái giai đoạn thứ hai. Dạ. Hả? Và đặc biệt khi bà con mà mình khi chúng ta đã tiễn tái xong giai đoạn 1, nói chung là trong tất cả các giai đoạn tiễn tái thì khi tiễn tái xong thì chúng ta sẽ xịt ngừa nấm bệnh bằng siêu giáp. Thì chúng đối với cái giai đoạn này thì chai siêu giáp chúng ta 1 lít thì chúng ta sẽ pha cái liều lượng là từ 5 tới 600 lít, cái liều lượng nhẹ lỏng thôi, hơn lỏng thôi. Chúng ta sẽ không cái pha theo đúng cái gì mà phun là phun vô trái hay phun vô lá anh? Mình phun trực tiếp vào trái và lá luôn. Dạ. Để phun nó ngăn ngừa nấm phẩn tấn công. Phun ướt hả anh? Ừ, phun ướt đều. Thì cái vết mà mình cắt là nó cũng là một cái vết hở để xin lỗi bà con mắc ho quá. Cũng là một cái vết hở chứ bộ. Cây này thì nó ít hơn. Nói chung là bông sầu riêng thì bà con cũng biết là có cây nhiều có cây ít chứ không phải cây nào nó cũng đều được. Rồi ở cái bộ lá quá trời đẹp luôn ha anh Hùng ha. Ừ. Đúng là bộ lá, giữ một bộ lá như vậy thì cây nó mới khỏe, nó mới sung được chứ. Nhưng mà sầu riêng mà con thấy có sung cỡ nào sung chứ bà con đừng có siết nó là 1 năm, 2 năm, 3 vụ đồ này kia là mệt mỏi lắm nghe. Đừng có 2 năm, 3 vụ nghe. Dạ. Nhớ giúp giùm Hoàng Anh ha. Nó nhiều giường ra đi làm kiểu ăn chia 2 năm, 3 vụ thấy khổ chết luôn. Khổ tâm á. Ba trời trai. 40 trái mà nó lớn một cái rồi thôi chứ. Dạ. Dạ cô. Dạ. Cô để cô. Dạ dạ được cô. Cảm ơn cô nhiều. Rồi cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Một trong những cái video mà Hồng Anh thấy rất là thiết thực và giai đoạn này rất là cần thiết để quý bà con chúng ta đừng có quên chi tiết này. Nhớ là tuyển trái sầu riêng Thái lúc từ 25 tới 35 ngày và nhớ như Hoàng Anh đối với sầu riêng Thái phải tuyển từ 2 tới 3 lần chứ đừng có tuyển 1 tới 2 lần như là sầu riêng Musakin, sầu riêng chuồng bò nha, tại vì Thái nó có những cái đặc tính rất là riêng. Quý bà con lưu ý ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn quý bà con chúng ta rất là nhiều. Nếu quý bà con chúng ta có cái gì cần phải lưu tâm nhiều hơn nữa về giai đoạn làm tuyển trái này thì bà con chúng ta vui lòng comment bên dưới giùm Hoàng Anh để Hoàng Anh cùng với những quý bà con khác có thể học hỏi thêm từ quý bà con. Thực sự là cái giá trị cho đi nó rất là quan trọng. Cho đi bằng kiến thức nó quan trọng hơn rất nhiều so với việc cho đi bằng tiền đúng không ạ? Bà con đồng ý với quan điểm này của Hoàng Anh không ạ? Thì bà con chúng ta có cái gì hay hơn bà con chúng ta có thể chia sẻ bằng cách comment bên dưới giúp dù Hoàng Anh. Một lần nữa cảm ơn anh Hùng với những cái kinh nghiệm tuyệt vời đã giúp cho Willow Farm cũng như nhiều quý bà con có những cái giá trị rất là tuyệt vời khi mà tạo ra nguồn thu nhập cao từ khu vườn sầu riêng, mít, vú sữa, lò rèn, vân vân. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại.